Thưa quý vị, trong một thông cáo phát đi ngày hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, tại kỳ họp thứ 41 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã công bố kết luận liên quan đến sai phạm của dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty gang thép Thái Nguyên, dự án Tisco 2. Đáng chú ý trong thông báo này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong thời gian giữ cương vị là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã có vi phạm khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án Tisco 2. Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Gang thép Việt Nam đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để tổng công ty có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty Gang thép Thái Nguyên, dự án Titco 2, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước. Nhiều cán bộ đảng viên liên quan bị xử lý hình sự gây bức xúc trong xã hội. Cùng với sai phạm của tập thể và các cá nhân tổng công ty thép Việt Nam, qua kiểm tra, Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra giám sát để Bộ Công Thương có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án Títco 2 ông Vũ Huy Hoàng, bí thư ban cán sự đảng, bộ trưởng giai đoạn năm 2007-2016, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ công thương. Các ông nguyên ủy viên ban cán sự đảng, nguyên thứ trưởng Lê Dương Quang và Đỗ Hữu Hào cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ công thương và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trong thời gian giữ cương vị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án tiết cô 2. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng công ty Thép Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và các cá nhân nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng đến mức phải xem xét kỷ luật.